pin quay lại cảnh. Này, chú ý cái khi phun nó có cái phớt nhé, đừng để mất nhé. Trong đấy có một cái phớt tròn màu đỏ nữa, nhưng mà mình đừng để mất cái đấy. Cái này lưu ý để sạch, đừng để đất cát. Kim phun này nó có 6 lỗ nhé, cái thường thường tắt kim phun. Tí sẽ hướng dẫn cách vệ sinh kim phun này. Mình chú ý là đừng để đất cát vào cái lỗ kim phun này, nó có 6 lỗ. Kim phun này nó có má lỗ, nó là 12 nháy. Dây này nó có 2 dây, 1 dây đen hoặc trắng từ ổ khóa xuống và 1 dây mát từ IC ra. IC là đóng mát cho thằng kim phun này. Còn bật ổ khóa là điện từ ổ khóa là đi xuống này là có rồi. Nhưng nó thiếu mát. Mát thì thằng IC nó cấp mát thằng này thì kim phun hoạt động. Còn thằng này nó báo lỗi 12 nháy. Anh nó cả lên 12 anh bận. Mình cũng cả lên 12. Trên này nó gọi là con van IACB, còn dưới này nó bố ba cảm biến. Cái này nó cảm biến TB, cảm biến MAP và cảm biến TB. Đây là máu con IACB nhé. Thank you.